Tuy con cháu nhà Lê được trung hưng lại vì được lòng người còn tưởng nhớ công ơn vua Lê Thái Tổ, nhưng ở ngoài Bắc, họ Trịnh chuyên quyền xưng chúa. Trong Nam, Nguyễn Dương cũng hùng cứ một phương và cũng xưng là chúa. Tuy bề ngoài còn phò tá vua Lê, nhưng bên trong thì quyền hành đều trong tay hai chúa. Chúa Trịnh ở ngoài Bắc và chúa Nguyễn ở trong Nam. Nước mà có vừa vua vừa chúa là loạn lắm rồi. Đã vậy mà ngoài Bắc bây giờ còn có loạn kiêu binh giết hại đại thần, trong Nam có tướng chuyên quyền hà hiếp dân gian. Ba anh em Tây Sơn là người mặc áo vải dấy lên lập nghiệp ở Quy Nhơn chống chúa Nguyễn. Vua Quang Trung 1788-1792, tên thật là Nguyễn Huệ, được phong làm Bắc Bình Dương, đóng đô ở Phú Xuân. Năm 1788, Bắc Bình Dương lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung trước khi ra Bắc chống quân Thanh. Vua Quang Trung là người có sức khỏe vô song, tài thao lược, mưu thần xuất chúng, nhưng lại vắng số, chỉ ở ngôi vua có 4 năm rồi ra đi, để cho người dân Nam mãi mãi còn bàng hoàng, chua xót, u hoài. Vua Quang Trung Bắc Bình Dương hoài hùng, vua Quang Trung nhớ Đông Đa với chiến công giữ yên cho bờ cõi, cùng ba quân về Thăng Long tái chiếm ngôi thành xưa, cho vẻ vang dân mình, cho núi sông rạng ngời muôn đời. Quang Trung thân có lạc loài nơi xứ xa, lòng ước mơ một ngày về quê hương, có bóng dáng anh hùng Quang Trung là sao sáng của dân muôn đời. Bốn mươi năm làm thân diễn sứ, cội nguồn xưa vẫn còn đầm sâu trong tâm trí. Một hôm bỗng tôi nhìn thấy ảnh một vị vua, lòng bồi hồi xúc động, tâm tư bừng lên như hé một chân trời. Đây là người mà dân tôi yêu mến muôn đời. Tôi nhìn kỹ chân dung người trong ảnh, gương mặt hiền hòa nhưng cương quyết hiên ngang, hồn sông núi dâng lên trong tâm trí, nên lòng nghe cảm xúc rạc rào. Ôi Quang Trung vì vua tài đức, đã cho dân tôi tất cả tâm chân tình. Ngài có đôi vai rộng với trang áo màu lông bào,
đóng đa chiến thắng. Trên lưng voi ngà ô nghế ngang tàn, áo ngự bào đen màu thuốc súng, cùng ba quân tay chiếm Thăng Long. Vua Quang Trung mưu lược tinh thông, tài khiển tướng điều binh xuất chúng, nhưng rất đa tình với Ngọc Hân tri kỷ, gửi nhanh đào tươi thay thế khúc khải hoàng. Bắc Bình Dương di quân thần tốc, giữa trận tiền lẫm liệt quay phong, chỉ năm ngày đại thắng vạn quân Thanh, lập chiến công làm kinh hoàng thế giới. Nhưng chữ tài liền với chữ tai, anh hùng vắn số để sầu cho dân. Gò Đống Đa còn vang trong trận, mà bóng Quang Trung đã xa khuất mây mờ. Ngọc Hân bóng chiếc phòng không, dân Nam buồn tiền đưa đại đế. Quang Trung anh dũng kiêu hùng, ngàn năm là gương sáng tuyệt trần cho dân ta. Vua Quang Trung sức khỏe vô song, tài tháo lược mưu thần xuất chúng, đánh hai vạn tim la đại bại. Một lần ra Bắc giúp vua Lê, đại kỳ công đuổi giặc Thanh về, dân An Nam quỳ xin bái tạ. Ai là người không